Tiếp tục chương trình tri ân nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Ngày 20 tháng 7, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tại các huyện Cam Lộ, Hướng Hóa và Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Tại huyện Cam lộ, đoàn đã trao kinh phí xây dựng hai nhà tình nghĩa, hai con bò giống, 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo và trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí do Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan đại diện báo nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh, báo quản trị và các mạnh thường quân tài trợ. Tại huyện Hướng Hóa, báo người lao động trao 5.000 lá cờ tổ quốc tặng các đơn vị bộ đội biên phòng và người dân vùng biên giới, trao 70 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vùng biên giới. Hội nhà báo Việt Nam trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh dân tộc Vân Kiều. Báo tuổi trẻ trao 5 suất học bổng, 15 triệu đồng một suất cho 5 tân sinh viên nghèo. Tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa, Báo Sài Gòn Giải Phóng và công ty Lê Bảo Minh đã trao biểu trưng tài trợ 500 triệu đồng xây dựng một lớp học, trang thiết bị học tập cho điểm trường Tiểu học Bản 2, thôn Thuận 2 và trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hoạt động này nằm trong chương trình thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường do báo sài gòn giải phóng vừa phát động nhằm chia sẻ hỗ trợ các trường học ở vùng sâu vùng xa khu vực biên giới gặp khó khăn về địa điểm cơ sở vật chất góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó đến trường vươn lên trong học tập chương trình gồm nhiều hoạt động như tặng kinh phí xây dựng phòng học điểm trường thư viện bếp ăn công trình nước sạch tặng học bổng, đồng phục, sách giáo khoa, tập vở, dụng cụ học tập, xe đạp, bảo hiểm y tế, áo ấm, áo phao, sữa, thực phẩm thiết yếu, phù hợp với điều kiện nhu cầu của từng địa phương.Chiều cùng ngày tại huyện Gia Linh, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển với hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình ngư dân diện hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vươn lên và tuân thủ tốt việc đánh bắt hải sản trên biển trao 100 suất quà tặng. Tại đây, Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 50 suất quà, 1 triệu đồng một suất cho các hộ dân nghèo trên địa bàn huyện.